Cô chào các bạn. Trước khi đến với bài tập đọc hôm nay, cô muốn các bạn cùng nhìn lên màn hình. Đây là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, có phần biển bao bọc và chạy dài theo chiều dài của lãnh thổ. Để bảo vệ được vùng biển trời của Tổ quốc thì cần có những con người táo bạo, họ dám rời mảnh đất quê hương thân yêu của mình ra lập làng mới ở ngoài đảo để xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc hơn. Vậy họ là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu các bài tập đọc Lập làng giữ biển hôm nay chúng ta học nhé. Cô mời các bạn cùng dõi sách giáo khoa trang 36, theo dõi cô đọc và cho biết bài này có thể chia làm mấy đoạn nhé. Giữ biển. Nhụ nghe bố nói với ông: lần này con sẽ họp làng để đưa đàn bà và trẻ con ra đảo. Con sẽ đưa thằng Nhụ ra trước, rồi nhà con cũng ra, ông cũng sẽ ra. Tao chết ở đây thôi, sức không còn chịu được sóng. Ngay cả chết cũng cần ông chết ở đấy. Ông đứng lên, tay giơ ra như cái bơi trèo. Thế là thế nào? Giọng ông bỗng hổn hển, người ông như tỏa ra hơi muối. Bố Nhụ vẫn nói rất điềm tĩnh: ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần, chả còn gì hay hơn cho một làng biển. Ngày xưa, lúc nào cũng mong có đất để dân trài phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền. Bây giờ đất đấy rộng hết tầm mắt, đất của nước mình không đến ở thì để cho ai? Ông Nhụ bước ra võng, cái võng làm bằng lưới đáy vẫn buộc lưu cữu ở ngoài hàng hiên. Ông ngồi xuống võng mặt mình, hai má phập phồng như người xúc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của cởi con trai ông quan trọng nhường nào. Để có một ngôi làng như mọi ngôi làng ở trên đất liền, rồi sẽ có chợ, có trường học, có nghĩa trang. Bố Nhụ nói tiếp như trong một giấc mơ, rồi bất ngờ vỗ vào vai Nhụ. Thế nào con, đi với bố chứ? Vâng, Nhụ đáp nhẹ. Vậy là việc đã quyết định rồi, Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Rang do những người dân trài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời. Trần Nhuận Minh. Trong bài này có những từ mà chúng ta cần chú ý, ví dụ như là ngư trường là vùng biển có nhiều tôm cá thuận lợi cho việc đánh bắt. Vàng lưới, bộ lưới gồm nhiều tấm có phao chì dùng để đánh bắt cá và các hải sản khác. Và các bạn quan sát đây là hình ảnh vàng lưới. Lưới đáy, lưới đánh cá ăn chìm ở dưới đáy sông vùng giáp biển. Và đây là các bạn quan sát đây là hình ảnh là lưới đáy. Lưu cữu để cố định đã lâu không thay đổi. Vậy theo các bạn, bài này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn? Bài này chúng ta có thể chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến tỏa ra hơi muối. Đoạn 2, từ bố Nhụ vẫn nói đến để cho ai. Đoạn 3, từ chỗ ông Nhụ bước ra cho đến quan trọng nhường nào. Và đoạn 4, để có một cho đến ở mãi phía chân trời. Vậy thì ở trong bài tập đọc này chúng ta có những từ hay đọc sai, ví dụ như hổn hển. Các bạn thấy hổn hển. Rồi bãi dài, bãi dài. Lưu cữu, các bạn hay đọc là lưu cữu, các bạn chú ý là lưu cữu. Phập phồng. Bạch Đằng Giang, Mõm Cá Sấu. Đó. Bồng bềnh, các bạn hay lẫn là bồng bềnh, các bạn đọc chú ý đọc rõ này. Bồng bềnh. Ngoài những từ mà chúng ta hay đọc sai thì cũng có những câu dài như ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của người con trai ông quan trọng nhường nào. Và ở trong câu này chúng ta lưu ý những chỗ ngắt như sau. Các bạn nghe cô đọc lại một lần nhé. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của người con trai ông quan trọng nhường nào.
Và ở bài này thì chúng ta toàn bài chúng ta phải đọc với giọng kể trầm lắng và lúc thì hào hứng sôi nổi, thể hiện được cái tâm trạng và tính cách của từng nhân vật. Và như là ông của Nhụ, bố Nhụ và Nhụ, riêng cái đoạn cuối thì chúng ta đọc chậm lại và cái giọng nó hơi mơ tưởng. Bây giờ các bạn cùng nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Lập làm giữ biển. Nhụ nghe bố nói với ông: lần này con sẽ họp làng để đưa đàn bà và trẻ con ra đảo. Con sẽ đưa thằng Nhụ ra trước, rồi nhà con cũng ra, ông cũng sẽ ra. Tao chết ở đây thôi, sức không còn chịu được sóng. Ngay cả chết cũng cần ông chết ở đấy. Ông đứng lên, tay giơ ra như cái bơi chèo. Thế là thế nào? Giọng ông bỗng hổn hển, người ông như toạc ra hơi muối. Bố Nhụ vẫn rất điềm tĩnh. Ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần, chả còn gì hay hơn cho một làng biển. Ngày xưa, lúc nào cũng mong có đất để dân trải phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền. Bây giờ đất đấy rộng hết tầm mắt. Đất của nước mình không đến ở thì để cho ai? Ông Nhủ bước ra võng. Cái võng làm bằng lưới đáy vẫn buộc lưu cữu ở ngoài hàng hiên. Ông ngồi xuống võng vặn mình, hai má phập phồng như người xúc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của người con trai ông quan trọng nhường nào. Để có một ngôi làng như mọi ngôi làng ở trên đất liền, rồi sẽ có chợ, có trường học, có nghĩa trang. Bố Nhụ nói tiếp như trong một giấc mơ, rồi bất ngờ vỗ vào vai Nhụ. Thế nào con, đi với bố chứ? Vâng, Nhụ đáp nhẹ. Vậy là việc đã quyết định rồi, Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đạn Giang do những người dân trài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời. Trần Trần Minh. Các em đã cùng cô được đọc bài tập đọc. Tiếp theo cô cho chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài qua bộ câu hỏi. Có thắc mắc gì thì các bạn sẽ trao đổi với cô nhé. Cô sẽ đợi các bạn và cô xin chào.